giải thưởng khám phá Audacity Award nhằm khai phá, tìm kiếm những tài năng, sáng tạo ra những phong cách ẩm thực mới, từ đó nâng tầm và ghi dấu ẩm thực Việt trên bản đồ thế giới. Một cảm giác tự hào khi biết mình sắp mang những cái văn hóa, những cái tinh túy của con người Việt Nam đến một đất nước là cái nôi của ẩm thực. Đó là một cái điều vinh dự nhất. Lấy cảm hứng từ tinh hoa ẩm thực nước Pháp để sáng tạo những món ăn Việt kết hợp hài hòa với Martell VSOP Asian Red Barrel, chinh phục các thực khách tại Pháp. 120 phút bắt đầu. Yeah! Tôi muốn kết hợp những cái gia vị gọi là quốc hồn quốc tí của nước Việt Nam mình và những cái gia vị gọi là đặc trưng của nước bạn để nó có một cái sự giao thoa. Vương sẽ chinh phục của cái khó tính của người Pháp, đó là cái kỹ năng và cái đầu của sáng tạo. Việt Nam phở. I feel so good because I have the smell of the pho of Vietnam. Ăn phải nhớ, chứ đừng ăn mà để quên rồi đi. Hương cũng sẽ mang tấm lòng hồn quê của những cái món ăn đường phố nhưng được nâng cấp để bàn tiệc 5 sao. Hương sẽ dùng cả la lốt của Việt Nam để làm cái chả cua của kinh Pháp. À, còn cả cuống. Yeah. Good for you. Yes. Mình muốn đưa củ kiệu ra đến với người Pháp, người ta ăn thử. Đây là ẩm thực của Việt Nam mình. Niềm hy vọng và cái sự hạnh phúc và cái sự may mắn của tôi nữa đã thấy được thế hệ trẻ sau này làm được những cái món ăn gì mà có thể đem ra thế giới. Chiến ơi!